Hello anh em đã quay trở lại với channel của Sneaker Daily. Và hôm nay thì mình đã nhận một kiện hàng mà mình đã mong đợi trong vòng một tháng trời qua. Và thực sự là khi cầm nắm nó ngay trên tay thì mình đã phải gọi ngay cameraman đến để review nó cho anh em. Hãy cùng đi vào xem nào. Chắc chắn là khi mình cầm đôi giày này trên tay thì rất nhiều bạn đã đoán ngay đó là phiên bản gì rồi, với những cái họa tiết và logo rất là quen thuộc của Travis Scott. Đây chính là phiên bản Jordan 1 Low Travis Scott với màu Black Phantom. Ở đây thì mình có một đôi giày size 43 ở trên tay. Và ngoài size 43 này thì mình cũng có được thêm một đôi size 41 nữa. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn unbox và cùng cảm nhận xem là phiên bản Travis Scott phối màu đen CC này có gì hay và hấp dẫn. Thực sự là mình đã nhận đôi giày này vào sáng ngày hôm nay và ngay lập tức mình đã phải lên video ngay cho anh em. Mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật rất là đông khách, thế nhưng mà nó quá là đẹp, có quá nhiều điều mà mình thích ở trên đôi giày này khi mà mình nhìn thấy nó ở trên mạng với những cái hình ảnh leak ngay từ lần đầu tiên. Và ở đây như các bạn được thấy, phiên bản Travis Scott này thì được bọc bên ngoài bởi một chiếc hộp. Nó không hẳn là một chiếc hộp mà nó chỉ là một cái phần bọc thôi, bởi vì nó không có nắp. Đơn giản là nó không có một cái nắp ở trên đầu như này, để mình nghĩ là để không bị xước cái chiếc hộp ở bên trong. Hoàn toàn mọi thứ được làm bởi một cái màu đen rất là huyền bí, một cái màu đen nhám, và những cái logo thì được làm bóng lên của Air Jordan, logo Wing, Travis Scott, Nike Air. Mọi thứ rất là đẹp. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một cái hộp rất giống với những cái chiếc hộp OG. Thế nhưng mà cái hộp OG này thì được là đen xì. Thực sự là nó rất là đen. Mà mình nghĩ là rất là nhiều anh sẽ thích cái màu đen này của phiên bản Black Phantom. Ok, hãy cùng mình mở đôi giày này ra. Ui, phần trong này cũng đen bóng. Wow, một cái mùi rất là hấp dẫn của đôi Travis Scott này. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và đây là một đôi Travis Scott collab cùng với Jordan 1 Low. Một thiết kế rất là OG luôn, với một cái cổ thấp, một lưỡi gà dài nhưng mà không bị vểnh lên, và cũng rất là mỏng như này. Thật sự là quá là tuyệt vời. Một cái màu đen mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em thích phong cách hip hop, thích phong cách đường phố, gangster một tí, chắc chắn là không thể bỏ qua được cái phối màu này. Vì thực sự nó là một cái gì đấy mà nó rất là black. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến chi tiết với đôi giày này thì mình cùng các bạn sẽ cùng xem một số những cái mình nghĩ là quà tặng đi kèm ở trong đôi Travis Scott này bên dưới. Mình sẽ bỏ đôi giày sang một bên và hãy cùng mình xem là ở bên trong đội hộp giày này còn những cái gì. Phần giày gói thì không có quá là nhiều đặc biệt. Và đây chính là nhân vật phụ của chúng ta, hai chiếc khăn bandana với một cái thiết kế Paisley rất là đẹp, cũng như là những cái logo của Carter Jacks ở bốn góc như này. Và các góc nhọn thì là logo của Jordan. Hai cái khăn này thì có rất là nhiều tác dụng. Có thể dùng để gói giày, khi mình nhận là nó sẽ để gói giày này. Các bạn sau đó khi bạn chơi thì có thể dùng để đi quẩy, nhắt để ở bên hông, giống như một số anh rất là hip hop, hoặc cũng có thể là để quấn đầu. Đấy, anh em thấy cái khăn này có quá nhiều tác dụng hay ho. Thực sự là hai mươi mấy triệu trả cho đôi giày này thì mình nghĩ là 3 triệu là ở hai cái khăn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến ngay với cả nhân vật chính, đó chính là hai chiếc giày Travis Scott phiên bản Black Phantom. Nghe như kiểu báo đen nhỉ anh em nhỉ? Wakanda Forever. Trời ơi, đập ngay vào mắt mình là hai bộ Exchalay, một cái màu trắng đen như này, nhìn khá là giống cái màu của đôi Adidas Adilette 3D với màu black gray, cái màu xi măng, và một chiếc là lace màu đỏ. Bộ dây mà được gài sẵn thì sẽ là một bộ dây màu đen. Có cái dây này nó không như dây của một số đôi Jordan khác đâu các bạn nhá. Cái dây này nó khá là sần sù, và cảm giác nó rất là chắc, nó khá là cứng, nó không hề mềm một tí nào.
chất liệu nó rất là khác so với những cái bộ dây trên một đôi Jordan 1 Low bình thường. Tiếp đến thì chúng mình sẽ cùng nói đến cái phần chất liệu ở trên phiên bản Travis Scott này. Và thực sự là anh em có công nhận với mình là nó rất là đẹp không? Cá nhân mình thấy nó đẹp đến cái mức mà hôm nay mình không còn cả setup bàn ghế bất kỳ một cái gì mà ngay lập tức mình ngồi ngay dưới đất để review cho anh em luôn. Bởi vì là nó quá là hay. Vẫn là một cái cách sắp xếp những cái chất liệu ra ở trên một phiên bản đặc biệt của Air Jordan, nó khiến mình cảm giác nó rất là thú vị. Nếu mà anh em đã từng sở hữu những cái phiên bản Travis Scott collab cùng với Jordan 1 Low trước đó, hoặc là đã từng cầm trên tay hay là nhìn thấy ở trên mạng rồi, thì anh em có thể thấy ngay là những cái chất liệu cũng như là cách làm ra cái phiên bản Black Phantom lần này không hề có một chút nào giống so với những cái phiên bản trước đó cả. Nhưng anh em có thể thấy ở đây đó là ở phần toe box cũng như ở phần giữa này là một cái chất liệu nubuck sờ rất là sướng tay. Có ngoài ra là ở phần layer này thì lại là một cái chất liệu da lộn suede rất là sần sùi. Nó tạo lên, thực sự nó đem đến một cái cảm giác một cái đôi giày triple black mà mình nghĩ là rất là cuốn hút cái mắt của người nhìn. Không dừng lại ở đấy, anh em nhìn xem những cái đường chỉ màu trắng đi chạy khắp những cái đôi giày như này, nó sẽ đem lại một cảm giác tương phản, nó rất là nổi bật khi mà anh em đi trên chân. Với một số anh em khi mà đi những cái đôi triple black khác thì sẽ sợ là có một cái đôi giày nó hơi bị quá tối. Thế nhưng mà khi anh em on fit đôi này, mình thề với anh em luôn là nó sẽ đem lại, nó phải gọi đây là hình mẫu cho những đôi triple black. Ngoài ra thì ở cái phần sock liner này cũng vậy, cũng được làm một cái chất liệu lông nó rất là êm như này. Khi mà anh em, một số anh em đã trải nghiệm những cái đôi Jordan 1 mà phiên bản OG nhá, thì sẽ thấy là cái phần này nó sẽ hơi bị mỏng. Nhưng ở trên phiên bản Travis Scott này với một cái chất liệu lông mình, một cái chất liệu nó rất là lạ và độc như này, thì anh em đi chắc chắn là sẽ thích hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là để mang đến một cái phiên bản collab giữa Travis Scott và Jordan mà lại thiếu đi những cái chi tiết của Travis Scott thì thực sự là không thể được. Chính vì vậy ở trên cái đôi giày này thì chúng ta vẫn có những cái logo cũng như là những cái dấu ấn đặc trưng riêng của Travis Scott. Điển hình như là dấu swoosh ngược ở đây, một số swoosh ngược to đùng ở bên phải của chiếc giày như này. Và tiếp theo là một logo cắt tất rách ở trên lưỡi gà. Và được thêu bằng, đây là chỉ đỏ, được thêu bằng chỉ đỏ như này. Ở phần gót cũng vậy. Ở phần gót ở phiên bản này thì nó có một chút đặc biệt hơn so với những phiên bản trước, là thay vì những cái hình mặt cười hay là cắt tất rách trên những cái phiên bản cũ, thì ở lần này ở phiên bản Black Phantom nó được thay thế bằng một hình con ong. Và cái con ong này như mình được biết thì nó có liên quan đến con gái của Travis Scott là Stormy. Và mình cũng chỉ biết đến vậy thôi chứ mình không rõ là cái độ liên quan là như nào hay là câu chuyện đằng sau nó là gì. Nhưng mà theo như Nike tiết lộ thì cái họa tiết con ong này liên quan trực tiếp đến con gái của Travis Scott. Nếu mà lúc nãy các bạn để ý mình unbox đôi giày thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là ở trên chiếc hộp của phiên bản Black Phantom này thì không hề có một chút nào họa tiết hay là logo của Travis Scott cả, mà hoàn toàn là một cái box OG của Air Jordan 1 thông thường với một cái màu đen đen tuyền luôn. Và tất nhiên là một điểm nữa không thể thiếu của những phiên bản Travis Scott đó chính là một logo cactus jack được in mờ như này ở phần hông giày. Nếu mà anh em không để ý thì chắc chắn là sẽ bỏ qua cái chi tiết này ngay, bởi vì nó rất là, nó như kiểu là bị viết ở trên cái phiên bản mình Travis Scott Mocha thì nhìn rất là bút xóa ở trên phiên bản màu đen này, bởi vì nó quá là đen đi. Thế nên là cái chi tiết cắt tất rách này nó khá là mờ và gần như là không thể nhìn thấy được ở đây như này, và chiếc còn lại cũng vậy. Và đó là những cái chi tiết logo brand cũng như của Travis Scott để thể hiện đây là một phiên bản collab, đây là một phiên bản đặc biệt. Và còn một cái chi tiết nữa mình rất thích ở cái phiên bản Black Phantom lần này, đó chính là phần lót giày. Phần lót của phiên bản Travis Scott lần này là liên hoàn cước, những cái logo cũng như là branding của cả hai thương hiệu được in lên đây. Như các bạn thấy, chiếc bên trái là Jumpman, logo Wing, Cactus Jack, chiếc bên phải là mặt cười Nike Air và Travis Scott. Mỗi bên ba cái, và thực sự là rất là nhiều logo được in lên phần lót như này, và mình cảm thấy đây là một cái chi tiết mà mình rất là thích ở phiên bản Black Phantom này. Và có một tin rất là mừng, đó là phiên bản Travis Scott lần này là phiên bản Travis Scott được ra mắt với số lượng nhiều nhất trong tất cả những cái phiên bản từ trước đổ lại đây. Và thực sự là mình nghĩ là cũng bởi vì đây là một cái phối màu đen đặc biệt và dễ đi hơn rất là nhiều so với những phiên bản trước, thế nên là đây là một cơ hội rất là tốt. Hiện tại thì em nó đang được dao động với mức giá khoảng $700 trên StockX. Và với một cái mức giá $700 đâu đó khoảng hơn 20 triệu thì thực sự đây là một phiên bản mình nghĩ là đáng cóp của Travis Scott cũng như là Jordan 1 Low.
Về phía size thì với Jordan 1 phiên bản OG như này thì mình luôn luôn là đi true to size, và mình cũng khuyến khích anh em là đi như vậy đối với phiên bản Black Phantom này. Và với phối đồ rồi thì thật sự là cái phiên bản triple black như này thì nó rất là dễ phối đồ với rất nhiều kiểu outfit của các bạn rồi, và mình không có quá nhiều điều để nói. Và trước khi đến phần outfit thì hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Sneaker Daily. Mình sẽ luôn trân trọng từng đánh giá, đóng góp ý kiến của các bạn về cách review của mình, và cũng như là những thắc mắc của các bạn, mình sẽ luôn luôn cố gắng giải đáp tất cả mọi thứ một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.